Không ít người hâm mộ đã lo lắng về một kịch bản xấu cho đội tuyển nữ Việt Nam khi phải chạm trán đội đương kim vô địch World Cup. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã mang đến một màn trình diễn đáng ghi nhận. Tôi rất hài lòng với tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi thực sự trình độ còn thấp, hạn chế về chuyên môn, nhưng như tôi đã hứa trước trận, dù kém gì thì kém nhưng tinh thần phải thật tốt. Tôi hài lòng với tinh thần của toàn đội, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói sau trận ra quân tại World Cup 2023, nơi đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-3 khi đối đầu với Mỹ, đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Đặc biệt, vị chiến lược gia 73 tuổi dành lời ngợi khen tới thủ môn Kim Thanh, người đã có nhiều lần cứu thua, trong đó có pha cản phá penalty thành công ở phút 44. Ông nói, có lẽ tôi hài lòng nhất với thủ môn Kim Thanh. Kim Thanh đã nhiều lần cứu thua và cản phá một quả phạt đền. Tôi rất yên tâm với thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam. Tất nhiên, các cầu thủ khác trong đội đều thi đấu tốt, ngăn chặn được nhiều đường tấn công của đối thủ. Chia sẻ thêm về cảm xúc trong lần đầu dự World Cup, ông Mai Đức Chung nghẹn ngào. Khi quốc ca Việt Nam vang lên, có lẽ cảm xúc của tôi dâng trào. Chúng tôi chưa bao giờ được đá World Cup, nhưng bây giờ được nghe quốc ca Việt Nam vang lên ở giải đấu thế giới. Thật vinh hạnh và hãnh diện. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Bồ Đào Nha vào lúc 14:30 ngày 27 tháng 7 tới, giờ Hà Nội. Khi được hỏi về sự chuẩn bị cho cuộc đấu này, ông Mai Đức Chung chia sẻ. Mỗi trận đấu, chúng tôi sẽ có điều chỉnh chuyên môn khác, lực lượng tùy đối tượng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho trận gặp Bồ Đào Nha. Cảm ơn người hâm mộ bóng đá cả nước luôn theo dõi và ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam.